Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong buổi livestream ngày hôm nay. Chúc các bạn một buổi chiều tràn đầy năng lượng và có nhiều ý tưởng mới cho công việc của mình nhé. Mình rất vui hôm nay được đứng tại trụ sở chính của doanh nghiệp xe máy Hoàng Kiên 52 Chùa Hà. Hôm nay thì mình sẽ xin giới thiệu với các bạn các dòng xe mới về của bên mình nhé. Trong buổi livestream này, các bạn nào có nhu cầu mua xe, bán xe hoặc là cần tư vấn gì về các thủ tục xe thì các bạn cứ inbox cho bên mình, nhân viên bên mình sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn nhé. Sau đây mình xin phép được chuyển máy để giới thiệu tới các bạn các dòng xe của bên mình ạ. Nhà 52 Chùa Hà bên mình thì để các dòng xe cao cấp như là SH5, SH1, LX, ABS, Ni ABS hoặc Sprint hoặc là Prima. Thì trong buổi livestream ngày hôm nay thì nếu các bạn nào mà có nhu cầu cần mua xe, bán xe hay gì thì cứ inbox cho bên mình nhé. Xe bên mình thì đầu vào được tuyển chọn rất là kỹ càng, được giám đốc trực tiếp là tuyển chọn đầu vào, nên là vấn đề về an ninh này hay là giấy tờ này thì đã được giám đốc bên mình kiểm định rất là kỹ càng rồi ạ. Các bạn mua thì hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc an ninh, xuất xứ hoặc là giấy tờ. Bên mình còn hỗ trợ các thủ tục sang tên cho các bạn nữa nhé. Xin chào 2-3 người đang xem nhé. Chào bạn Tuku Leon ạ, có X-Size Conte 2010. Conte 2010 bên mình có bạn nhé, nhưng mà dòng này thì giá nó hơi gồ ghề. Thì bạn check inbox, nhân viên bên mình sẽ gửi ảnh và tư vấn cụ thể về giá và đời xe cho bạn nhé. Mình đang ở nhà 52 này thì có SH1 và SH5 rồi là LX và Liberty. Thì các bạn nào có nhu cầu về các cái dòng xe này thì các bạn có thể inbox cho mình nhé. SH1 thì bên mình tầm từ khoảng 39 triệu trở lên là các bạn đã sở hữu được một chiếc xe rất là sang trọng và nữ tính rồi, rất phù hợp cho các chị em. Xe rất là nhẹ nhàng, nữ tính, đi rất là sang trọng đấy ạ. Xe bên mình thì có đủ màu sắc, màu trắng, màu xanh, màu vàng be hoặc là màu xám sport thì đều có đủ cả, biển thì rất là đa dạng và phong phú. Đấy, nên là các bạn có nhu cầu mua xe, bán xe gì thì các bạn cứ inbox cho bên mình nhé. Xin chào 25 người đang xem ạ. Các bạn nào đang xem livestream thì cho mình xin một like và một share để nhiều người biết đến bên mình nhé. Chào bạn tài khoản bị khóa SH125CBS đẹp bao nhiêu tiền chị? Chào bạn nhá, 125CBS bên mình thì không biết bạn hỏi đời bao nhiêu. Nếu mà xe 125 mà đời 2017 thì nó dao động từ tầm trên 70 triệu bạn nhá. Đấy là biển Hà Nội đấy ạ, còn biển tỉnh thì có rẻ hơn một chút ạ. Bạn check inbox xong nhân viên bên mình sẽ gửi bạn tham khảo một số mẫu nhá. SH1 thì bên mình đang có con biển 18, xe 2020 mới đăng ký, mới cong luôn. Đây để mình xem là xe đi được bao nhiêu cây. Xe mới đi được có 24 km thôi ạ. Đấy, rất là mới luôn ạ. Chào bạn. Bạn tài khoản bị khóa check inbox giúp mình nhé. Chiếc SH1 đời 2020 đây ạ. Xe còn rất là mới, chính chủ đi mới có 24 km thôi ạ. Con này bên mình mua rất là đầy đủ luôn, chính chủ sử dụng rất là giữ gìn. Bạn ý mua xong rồi có việc nên là bạn ý này phải bán đấy ạ, cũng rất là tiếc. Đấy nên là bạn nào mà không quan trọng về biển hoặc là bạn nào biển quê 18 sử dụng chiếc xe này thì rất là hợp lý, không khác gì mua ngoài hết luôn ạ. Chính chủ đã đăng ký rồi là nộp thuế đầy đủ, về các bạn chỉ việc sử dụng thôi ạ. Hoặc sang tên thì thủ tục nó cũng rất là nhanh gọn, bên mình có hỗ trợ luôn đấy ạ. Chào bạn Trồng Ngân nhá. Bạn tài khoản bị khóa quan tâm đến SH219 đúng không? Vâng, bạn check inbox đi nhá, nhân viên bên mình sẽ gửi bạn giá và ảnh để bạn tham khảo đấy ạ. Bên mình đang có chiếc màu rêu đây ạ. Đấy, LX màu rêu, màu trắng, màu xanh, rất là nhiều luôn ạ. Thủ tục sang tên rất là nhanh gọn, biển số thì rất là đa dạng, các tỉnh luôn. Nên là bạn nào mà có nhu cầu thì cứ inbox cho bên mình nhé.
Chào bạn Còi ạ. Chào bạn Cường Thu ạ. Xin chào 29 người đang xem nhá. Mình đang ở nhà 52 đây. Có rất nhiều là LX và Liberty ạ. LX bên mình thì dao động tầm từ khoảng 15 triệu trở lên là các bạn đã có xe rồi. Kiểu dáng rất là trẻ trung và sang chảnh. Liberty thì dao động tầm từ 16 triệu trở lên. Chào bạn họ Kiều tên Khánh ạ. Có Blade. Blade thì bạn hỏi A Blade hay là Oi Blade ạ? A Blade bên mình có ạ. A Blade thì tầm 12 triệu trở lên là đã có rồi, chế cơ. Oi Blade cũng tầm từ 12 triệu trở lên nhá. Lát nữa mình sẽ sang nhà 62, mình sẽ quay rồi để cho các bạn xem ạ. Đây mình đang nói đến LX ạ. LX bên mình thì tầm từ khoảng 15 triệu trở lên là các bạn đã có xe rồi nhá. Xe rất là nhiều màu, màu trắng, màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Đủ các loại màu luôn ạ. Xe bên mình thì giấy tờ đầy đủ, an ninh đảm bảo. Có hỗ trợ sau bán hàng rất là tốt. Bên mình có bộ phận kỹ thuật nên là xe nếu mà có vấn đề gì, các bạn mang qua bộ phận bên mình sẽ hỗ trợ nhé. Xe bán ra thì còn được bảo hành máy 1 năm, ắc quy 6 tháng, bao đổi test xe trong 7 ngày. Nên là các bạn yên tâm. Nếu các bạn không ưng, các bạn có thể đổi trong 7 ngày mà không hề mất phí gì đâu ạ. Mình sẽ ra ngoài này thì bên mình sẽ để một số dòng xe thể thao, xe điện và xe 50cc nhá. Thì bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ inbox và comment vào đây cho bên mình. Đây, bên mình đang có con SH150 đời 2019 đây. Tên sần đời 2019, 150 ABS nhá các bạn nhá. Biển Tây Hà Đông. Form cũ đang vẫn còn rất là được ưa chuộng đấy ạ. Chào bạn Trần Tình Lệnh ạ. Cho mình xem The Gym Việt. The Gym Việt lát nữa mình sang bên nhà 62 thì mình sẽ quay cho bạn xem nhá. Bạn Trần Tình Lệnh theo dõi livestream này giúp mình với. Chào Lê Anh nhá. Lê Anh hôm qua có hỏi mình con Oi Cam này đúng không? Rồi bạn check inbox nhá. Oi Cam 110 có đấy. Bạn check inbox nhá. Nhân viên bên mình sẽ tư vấn cụ thể cho bạn. Mình đang giới thiệu với các bạn đây, 150 ABS Denson 2019 biển Hà Nội. Xe đang rất là hot đấy ạ. Các bạn nào nếu mà chốt được trong buổi livestream này bên mình sẽ báo giá tốt nhé. Ngoài ra thì phía trong là có các dòng xe thể thao như con đây ạ. Su GD rồi là CBR. Giá nó dao động khoảng tầm hơn 30 triệu trở lên đấy ạ. Còn con CB này thì khoảng tầm hơn 60 ạ. Ngoài ra mình có xe 50 phân khối dành cho các bạn học sinh sinh viên nhá. Chào bạn Nguyễn Văn Hiệp ạ. Có Vision bản màu trắng không? Vision màu trắng bên mình có nhiều bạn nhá. Bạn chờ mình một chút, lát nữa mình sang bên nhà 62 thì mình sẽ quay cho bạn xem nhá. Mình đang ở nhà 52 thì mình chưa sang được ạ. Trước mắt mình đây là những dòng xe GA 50cc dành cho học sinh nhé. Bạn nào mà có nhu cầu về xe 50 phân khối thì các bạn cứ inbox cho bên mình. Chiếc Zoclo 2019 giá dao động tầm khoảng trên 15 triệu ạ. Hoặc xe Crea đây ạ. Màu trắng đỏ, rất là trẻ trung và đẹp. Nó tầm khoảng hơn 16 triệu ạ. Leo Sima 50cc hơn 13 triệu là các bạn đã có một chiếc xe rồi. Xe GA đi rất là tiện lợi. Chào bạn Nư Phượng Nam nhé. Chị ơi, ôi 219 tím than có không? 219 tím than bên mình có nhé. Bạn check inbox, nhân viên bên mình sẽ gửi ảnh và tư vấn cụ thể cho bạn nhé. Ngoài ra thì mình có xe Loza. Đây cũng là một chiếc Crea màu xám đời 2019. Giá nó khoảng tầm trên 16 triệu đấy ạ. Xe bên mình bán ra thì còn bảo hành máy 1 năm, ắc quy 6 tháng, bao đổi xe trong 7 ngày. Nên các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ inbox cho bên mình nhé. Nếu các bạn không hỏi gì về SH với cả LX bên này thì mình xin phép được sang bên nhà 62 nhé. Bên đấy thì mình để xe Ablade, xe số, xe Exciter và xe Winner nhé. Trước mặt mình đây là chiếc Ablade 2020 nhé.
có cả đời 2019 nữa đấy ạ. Arblade 2020-125 này nhà mình đang bán tầm khoảng hơn 40 triệu đấy ạ. Chào bạn Tạ Luận, Exciter 150 bên mình có bạn nhá. Bạn Tạ Luận chờ một chút, mình lên tầm 3 thì mình sẽ quay cho bạn xem ạ. Nó dao động từ tầm khoảng 29 triệu trở lên ạ. X150 đấy ạ. Bên này thì mình đang để Arblade nhá. Arblade bên mình thì có đời từ 2020 trở xuống. Các biển các tỉnh, rồi biển Hà Nội luôn ạ. Arblade thì dao động từ tầm khoảng 12-13 triệu trở lên. Các bạn đã có chiếc chế cơ này. Còn dòng đời cao hơn thì nó tầm trên 20 triệu, trên 30 triệu. Biển Hà tỉnh thì nó sẽ rẻ hơn biển Hà Nội một chút ạ. Đấy, xe bên mình có đủ màu sắc, đủ đời cho các bạn lựa chọn luôn ạ. Đợt này thì bên mình đang có chương trình giảm giá mạnh đấy ạ. Nên là nếu bạn nào mà đang có nhu cầu về mua bán xe thì mời các bạn qua bên mình xem xe nhé. Bên mình có 3 trụ sở, đó là trụ sở chính của bên mình, đó là 52 Chùa Hà Cầu Giấy. Địa chỉ thứ hai là 62 và 64 Chùa Hà Cầu Giấy ạ. Bạn nào qua cứ liên hệ trước với bên mình thì bộ phận online sẽ báo với bán hàng, sẽ giảm giá tốt cho các bạn nhé. Mình đang ở nhà 62 thì ở dưới này là có bộ phận bảo hành của bên mình này. Chào bạn Công Nguyễn ạ. Chào tập cuối, Arblade 2013-2014 biển Hà Nội giá tầm bao nhiêu? Bạn tập cuối ơi, bạn check inbox nhá, nhân viên bên mình sẽ inbox và gửi ảnh cụ thể cho bạn ạ. Chào bạn Long Nguyễn ạ, AB2014 khóa remote tìm xe có không? 24 remote tìm xe à? Có đấy bạn ạ, bạn check inbox nhá. Chào bạn Lê Nghĩa, cho em xem vài mẫu xe ga dưới 15 triệu. Xe ga dưới 15 triệu đến bên mình có LX này, Click này, Lead này, hoặc là Jeep nhá. Bạn check inbox thì nhân viên bên mình sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn. Trước mắt các bạn đây là chiếc Fly. Thì con này giá rất là mềm luôn, chỉ tầm hơn 3 triệu thôi. Xe vẫn sử dụng rất là tốt ạ. Em ý lên đời xe lên bán cho bên mình đấy. Nên là bạn nào sinh viên mà có tầm tiền khoảng dưới 5 triệu thì các bạn có thể mua chiếc Fly này rất là hợp lý. Xe vẫn đi rất là ngon lành, máy chất các bạn nhé. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ inbox vào đây cho mình nhé. Nếu mà trong buổi livestream này mình mà không trả lời kịp thì các bạn vui lòng check inbox giúp mình. Nhân viên bên mình sẽ gọi inbox cho các bạn nhé. Chào bạn Quang Vũ. Comment trôi nhanh quá nên là mình không đọc được. Thì bạn check inbox giúp mình ạ. Trước mặt mình đây là chiếc Vision 2020 nhé. Màu trắng đen, xe rất là đẹp luôn. Biển phố ạ, biển D, D2-46067. Bản Sport rất là đẹp ạ. Đấy, nên bạn nào có nhu cầu mua xe thì các bạn cứ inbox vào đây cho chúng mình. Chào Nguyễn Thương, có AB2010 màu đồng không? AB2010 màu đồng thì hiện tại bên mình lại không còn rồi. Bạn cứ check inbox đi, có gì nhân viên bên mình sẽ tư vấn nhá. Có bạn nào yêu thể thao mà tầm tiền của mình chỉ có hạn không? Thì các bạn có thể chọn chiếc Ducati liên doanh này nhá. Kiểu dáng rất là thể thao này, giá lại rất là mềm nữa. Đó, đây là chiếc Ducati liên doanh nhá. Đấy, mình đang ở nhà 62, bộ phận bảo hành bên mình đang ở đây. Đấy, nên là xe các bạn có vấn đề gì là bộ phận bảo hành bên mình sẽ giúp đỡ và hỗ trợ các bạn kịp thời đấy ạ. Mình xin phép lên tầng 2. Thì chào bạn sống đơn giản, Exciter có chiếc là 19 triệu không? 19 triệu bên mình có 135 bạn nhé. X135 bên mình có tầm từ 17 triệu trở lên. Bạn sống đơn giản ạ, bạn check inbox nhé. Có gì nhân viên bên mình sẽ tư vấn cho bạn ạ. Xin chào 52 người đang xem nhé. Các bạn đang xem thì vui lòng cho mình một like, một share để mọi người cũng biết đến cái livestream này. Mình đang ở trên tầng 2 thì tầng 2 của bên mình là để Lead này, Zalus này, rồi là Vision này. Lead của bên mình chỉ tầm Lead SCR thì chỉ tầm chục triệu trở lên là các bạn đã có xe rồi.
Còn nếu mà đời cao hơn thì nó tầm khoảng trên 20 triệu, trên 30 triệu. Đời 2019, đời 2020 thì bên mình đều có hết biển số các tỉnh luôn. Màu sắc thì cũng đa dạng, các bạn lựa chọn đen bóng này, vàng be này, đỏ này, trắng này. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ inbox vào đây cho mình. Chào bạn Trần Văn Sơn nhé. Chào bạn Quang Thành. Chào bạn Vương Minh Ngọc ạ. Xin chào 62 người đang xem ạ. Lúc nãy bạn nào hỏi mình là Vision trắng đấy ạ. Vision trắng bên mình rất có đấy ạ. Vision bên mình thì khoảng dao động tầm trên dưới 30 triệu. Có đủ màu ạ. Đen bóng, đen nhám. À đen sần, trắng. Chào bạn Quang Thanh ạ. SH màu mận bên mình có bạn nhé. Bạn check inbox giúp mình với ạ. Nhân viên bên mình sẽ gửi ảnh cho bạn ạ. Chào bạn Văn Quang. X135 giá sao ạ? X135 bên mình tầm từ hơn 17 triệu trở lên là đã có xe rồi đấy ạ. Bên mình đang mới về mấy con rất là hợp lý. Thì bạn check inbox xong rồi nhân viên bên mình sẽ gửi link để bạn tham khảo nhé. Chào bạn Nguyễn Nhật ạ. Có con NX nào tầm 20 triệu không sót? LX bên mình có nhá. Từ tầm 15 triệu lên trở lên là các bạn đã có LX rồi đấy ạ. Tầm 20 triệu của bạn thì cũng khá nhiều lựa chọn ạ. Thì bạn check inbox giúp mình nhá. Lúc nãy bạn nào hỏi mình Vision đấy ạ. Mình đang ở tầng 2 của nhà 62 đây. Thì bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ inbox vào đây nhá. Chào bạn Tiến Trưởng. EX150 giá rẻ. X150 bên mình có nhiều đấy ạ. Thì bạn check inbox nhá. Nhân viên bên mình sẽ gửi ảnh để bạn tham khảo ạ. Bạn nào có nhu cầu mua bán xe thì các bạn cứ inbox vào đây cho bên mình ạ. Mình đang ở nhà 62 đây, trên tầng 2 là mình đang để Vision đây. Với cả Liberty ạ. Liberty bên mình thì dao động tầm từ 16 triệu trở lên đấy ạ. Thì bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ inbox cho mình. Biển bên mình rất là đa dạng, các tỉnh luôn. Hỗ trợ sang tên cho khách hàng. Chào fan cứng Lê Hồng Quân nhá. Winner đi bạn ơi. Lát nữa mình lên trên tầng 3 thì mình sẽ quay nhá bạn nhá. Bạn cứ theo dõi buổi livestream này xong rồi lát nữa mình sẽ lên đấy ạ. Vision bên mình dao động tầm khoảng trên 20 triệu trở lên. Mình đang có con biển 19 mới về, đời 2015 đây. Chính chủ sử dụng rất giữ gìn. Giá rất là hợp lý. Xe còn rất là đẹp. Hôm qua cũng có anh hỏi mình là chỉ nhìn ảnh chụp mà cũng không biết là thật nó thế nào. Thì mình sẽ quay kỹ trong cái buổi livestream này. Nếu mà anh có xem thì anh quan sát được kỹ hơn nhá. Xe không xước xát gì mấy đâu ạ. Chủ đi rất là giữ gìn luôn. Đây ạ. Đấy. Chào bạn Bùi Hữu Thắng Ốc nhá. 40 triệu có SH cao không ạ? 40 triệu thì hơi căng đấy ạ. Bạn cố lên tí khoảng tầm 50 triệu là sẽ có xe đấy ạ. Còn 40 triệu thì tầm đấy mình có SH1 thôi ạ. Nên là bạn Thắng Ốc cố lên một tí nữa nhá thì sẽ có SH cao ạ. Trong này thì mình để Jeep nhá. Jeep bên mình dao động từ tầm khoảng 14 triệu trở lên, 13-14 triệu trở lên là đã có xe rồi. Dành cho bạn nào yêu màu hường. Xe nhỏ gọn, rất là lưu tính, đi rất là nhẹ. Di chuyển đường phố Hà Nội thì rất là nhanh gọn đấy ạ. Chào bạn Tuấn Anh, Ablade 218 khoảng bao nhiêu? Ablade 218 bên mình khoảng trên 30 triệu một chút bạn nhé. Thì bạn check inbox xong rồi nhân viên bên mình sẽ tư vấn cụ thể ạ. Chào bạn Thanh Hồng ạ. Bạn Thanh Hồng muốn hỏi là hỗ trợ trả góp ạ. Trả góp thì xe cũ thì nó cũng hơi nhiều thủ tục nên là bên mình vẫn chưa hỗ trợ được khách hàng. Mặc dù rất là nhiều khách hàng có mong muốn được trả góp để mua xe bên mình vì rất là uy tín. Nhưng mà bên mình cũng có liên hệ với một số bên rồi để tham khảo các thủ tục rồi là
giấy tờ để làm trả góp cho khách, nhưng mà nó rất là lằng nhằng nên là bên mình vẫn chưa tiến hành được cái vấn đề trả góp nhá. Thì nếu các bạn mà quan tâm tới xe bên mình, trong cái khả năng của mình có bao nhiêu thì bên mình sẽ tư vấn để cho các bạn chọn được một chiếc xe phù hợp với tình hình kinh tế nhá của các bạn hiện có ạ. Chào bạn Tuấn Bách ạ, Liberty bên mình có nhá. Liberty bên mình thì tầm 16 triệu trở lên là đã có xe rồi đấy ạ. Chào bạn người của công chúng ạ. Rất vui được gặp bạn ạ. Bây giờ mình xin phép lên tầng 3 và tầng 4 để mình quay Winner với cả Exciter nhá. Chào bạn Phạm Hoàng ạ. SH217 bên mình có nhiều bạn nhá. Bên mình 125 CBS thì nó tầm khoảng trên 70 triệu ạ. Chào bạn Thanh Hồng ạ, Vision đen nhám. Bạn Thanh Hồng check inbox giúp mình nhá. Nhân viên bên mình sẽ tư vấn cụ thể cho bạn. Chào bạn. Chào bạn Nguyễn Thương. Nguyễn Thương đang quan tâm tới Ablet 2010 ạ. À. Ablet 2010 bên mình có đấy ạ. Thì bạn check inbox nhá. Nhân viên bên mình sẽ gửi ảnh và báo giá cho bạn ạ. Chào bạn Sơn ạ. SH cao bên chị có cái nào 150 tầm 60 triệu mà rút hồ sơ không? Vấn đề về giấy tờ thì mình cũng xin nhắc lại với các bạn là xe bên mình xe nào cũng có thể sang tên được nhá. Bên mình sẽ hỗ trợ các bạn rút hồ sơ. Ở trong Hà Nội thì bên mình sẽ hỗ trợ về các thủ tục để các bạn sang tên được chính chủ ạ. Nên là các bạn yên tâm khi mua xe của doanh nghiệp xe máy Hoàng Kiên là 100% các xe đều sang tên được. Nhưng đợt này nó ra cái thông tư mới thì là thủ tục nó hơi lằng nhằng một chút thôi. Còn xe thì vẫn sang tên được bình thường ạ. Bạn nào quan tâm tới Exciter và Winner đấy ạ, thì mình đang ở trên này thì có rất nhiều xe Exciter đấy ạ. Đấy, thì bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ inbox vào đây cho mình nè. Mình sẽ báo giá rồi là tư vấn cụ thể ạ. Mình ở trên này là mình đang có Exciter với cả Winner đấy ạ. Winner X nữa. Exciter bên mình thì nếu mà 150 thì dao động tầm từ khoảng 30 triệu trở lên. 125 thì nó khoảng 17-18 triệu. Xe bên mình thì giấy tờ đầy đủ, an ninh đảm bảo. Chào bạn Phạm Hoàng. Đúng rồi ạ, SH217 bên mình giá tầm trên dưới 70 triệu bạn nhé. Chào bạn làm lại từ đầu ạ. Cái bao nhiêu? Bạn làm lại từ đầu đang muốn hỏi cái gì đấy ạ? Chào bạn Văn Hải ạ. Bạn Văn Hải đang muốn hỏi gì đấy ạ? Winner bên mình thì dao động tầm từ 21 triệu trở lên các bạn nhé. Đời 2016, biển Hà Nội hoặc là biển tỉnh. Bên mình đang có mấy con rất là hợp lý đấy ạ. Xe bên mình có rất là nhiều khi là xe mới mua về chưa có hết ảnh ở trên website ấy. Nên là nếu bạn nào mà có nhu cầu thì mong các bạn là sẽ qua trực tiếp xem xe trực tiếp thì để xem hết được các xe bên mình. Vì nhiều khi là xe mới mua về bộ phận bên mình không chưa chụp kịp ấy để đưa lên web. Như thế thì nếu mà bạn nào mà có nhu cầu có thể là lại bỏ phí mất cơ hội đấy. Trong khi thì xe nhà mình có mà giá thì hợp lý, an ninh thì đảm bảo. Nên là nếu các bạn ở Hà Nội thì cứ qua xem trực tiếp. Còn bạn nào ở xa thì có thể nhờ người quen qua xem, sau đó đặt cọc thì bên mình sẽ gửi xe về tận nơi nhé. Chào bạn Bảo An. Có Exciter 2009 không ạ? Exciter 2009 thì hiện là bên mình lại không còn rồi. Thì để khi nào mà có xe thì bên mình sẽ chủ động inbox với bạn nhé, rồi gửi bạn tham khảo ạ. Mình đang ở trên này thì đang có Exciter và Winner đấy ạ. Thì bạn nào quan tâm đến hai cái dòng này thì các bạn cứ comment vào đây cho mình nhé. Chào bạn Văn Trường. X150 vàng à? X150 vàng thì bên mình lại không còn rồi, chỉ có Winner thôi. Winner màu vàng thì còn. X150 thì bên mình có đen nhám, xanh đen, xanh trắng, rồi là trắng đỏ, chứ còn màu vàng thì lại không còn đấy ạ. Bạn cứ check inbox đi, nhân viên bên mình sẽ
vấn cho bạn nhé. Hoặc là để có màu vàng thì bên mình sẽ chủ động liên hệ với bạn ạ. Chào bạn Phạm Trung Kiên ạ. Bạn Phạm Trung Kiên đang quan tâm tới X-size 135 đúng không ạ? X-135 bên mình dao động từ tầm 18 triệu, 17, 18 triệu trở lên các bạn nhé. Chào bạn Nguyễn Đức Nam, đen nhám xanh 219 bao nhiêu bạn? Đen nhám xanh 219 á. Đây các bạn chờ mình một chút. 219 bên mình đang có tầm từ khoảng hơn 28 triệu trở lên đời 219 nhá. Mình đang có con biển 21 đời 219 đây để mình xem nào. Mình xem nó ở chỗ nào xong mình sẽ gửi bạn xem. 219 luôn, đen nhám, biển 21. Chào bạn Nguyễn Hữu Hoàng. Nếu trong buổi livestream này mà mình không kịp trả lời comment của các bạn thì các bạn vui lòng check inbox nhé. Nhân viên bên mình sẽ liên hệ với các bạn đấy ạ, để gửi các bạn tham khảo. Đây rồi. X-size đen nhám 2019 biển 21. Bên mình đang bán trên website là 29.900.000. Thì các bạn qua liên hệ hoặc là inbox cho bên mình trước thì nhân viên bên mình sẽ giảm giá tốt cho các bạn nhé. Chào bạn đường đời đưa đẩy đi đủ đường. Vario 150 giá sao? Vario 150 thì bên mình lại không còn rồi bạn ạ. Chào bạn Tuyên Lê ạ. Chào bạn Nguyễn Đức Nam. Bạn Nguyễn Đức Nam đang nói con nào đây ạ? X135 bên mình tầm từ 18 triệu trở lên nhá. Winner thì tầm 21 triệu trở lên. Nên là bạn nào đang có nhu cầu thì các bạn cứ inbox cho bên mình ạ. Như con Win biển Hà Nội này nó chỉ tầm trên 20 triệu thôi ạ. Đấy, nên các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ inbox cho bên mình. Con đấy đăng ký 20. Chào bạn Nguyễn Đức Lam. Con đấy trên đăng ký là 219 các bạn nhá. Để lát mình sẽ kiểm tra lại cái tem gáy của nó xem thế nào. Đây các bạn quan tâm đến X135 đây ạ. Mình đang có hai con để ở ngoài đây ạ. Mình có con 29N này là tầm khoảng hơn 17 triệu đấy ạ. Đây để mình xem nào. Con 29N màu xanh 135 là bên mình khoảng hơn 17 triệu. Mình đang không thấy nó ở đây rồi. Thì các bạn cứ check inbox nhá. Chào bạn Mạnh Luxury ạ. Cho em xem con đen xám với ạ. Đen xám à. Đây bạn chờ mình nhỉ. Bạn Mạnh Luxury check inbox cho mình nhá. Nhân viên bên mình sẽ gửi bạn cái con đen xám để bạn tham khảo ạ. Còn bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ inbox vào đây cho mình. Trong buổi livestream này nếu mà mình mà không trả lời được hết các bạn thì các bạn vui lòng check inbox nhá. Nhân viên bên mình sẽ tư vấn cụ thể ạ. Bạn Mạnh Luxury muốn xem con. Chào bạn. Màu biển bao nhiêu ạ? Để mình quay cho trực tiếp cho bạn xem ạ. Chào bạn Tuấn Anh. Winner 219 à? Chào bạn Tuấn Anh nhé. Bạn đang quan tâm tới Winner bên mình đúng không? Winner 219 bên mình nó tầm trên dưới 30 bạn nhé. 219 hiện tại thì bên mình chỉ còn 218 Winner X thôi. 219 thì còn Win X ABS đấy ạ. Mạnh Luxury.
Đây ạ, bạn Mạnh Luxury ạ. Đây bạn muốn xem con biển bao nhiêu để mình sẽ quay chi tiết cho bạn xem luôn ạ. Mình đang ở dưới này. Xin chào 66 người đang xem nhé. Mình đang ở trên này là đang có Winner và Exciter đấy ạ. Nên bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ inbox vào đây cho bên mình nhé. Xe có rất là nhiều ạ. Và có sẵn tại cửa hàng ạ. Chào bạn Sơn ạ. Inbox của bạn Sơn, comment của bạn Sơn nhanh quá, mình không kịp đọc ạ. Bây giờ mình sẽ lên tầng 4. Trên đấy là bên mình là đang để xe Sirius với cả Jupiter đấy ạ. Exciter trên này bên mình cũng có một vài chiếc đấy ạ. Nên là bạn nào mà có nhu cầu mua xe thì các bạn cứ inbox vào đây cho mình nhé. Đây, mình đang ở trên tầng 4 đây. Thì trên này thì bên mình để Sirius và Jupiter. Nên là bạn nào có nhu cầu về xe số thì các bạn cứ inbox vào đây cho bên mình nhé. Jupiter bên mình thì dao động từ tầm 8 triệu trở lên là các bạn đã có xe rồi. Sirius thì tầm 9 đến 10 triệu. Xe bên mình cũng có đa dạng các biển, biển Hà Nội, biển tỉnh, các tỉnh luôn. Xe bên mình thì sang tên được 100% nhé. Khi các bạn có nhu cầu, nên là không cứ nhất thiết các bạn mua và phải sang tên luôn đâu. Cứ là xe của bên mình bán ra thì bất cứ lúc nào các bạn có nhu cầu sang tên đổi chủ thì bên mình đều hỗ trợ nhé. Trước mắt mình đây là con C218 cam đen mới về, xe còn rất là đẹp đấy ạ. Vành đúc phanh đĩa. Bên mình đang bán web là 17 triệu. Nên là nếu các bạn nào mà có nhu cầu thì các bạn cứ inbox vào đây. Bên mình sẽ chốt giá tốt cho các bạn nhé. Ngoài ra thì còn các xe khác, rất là nhiều xe khác nữa ạ. Xe các tỉnh luôn. Đây là du của bên mình đây. Du RC, du FI. Xe bên mình thì giấy tờ đầy đủ, an ninh đảm bảo. Nên là các bạn không lo về vấn đề an ninh hay là nguồn gốc xuất xứ hoặc là giấy tờ đâu. Vì xe bên mình được trực tiếp giám đốc Hoàng Trung Kiên tuyển chọn đầu vào rồi. Nên là giá nó rất là hợp lý. Rồi là an ninh thì chuẩn chỉ luôn ạ. Trong này mình có để một số chiếc OAS, GSX. C thì mình đang có con biển 90. Vành đúc phanh đĩa. Giá rất là hợp lý đấy ạ. Con này đời 2014. Bên mình đang bán website là 11 triệu. Thì các bạn nào mà qua liên hệ trước thì bên mình sẽ báo bán hàng giảm giá tốt cho các bạn nhé. Còn OAZX hoặc OAS thì bên mình tầm từ khoảng hơn 9 triệu trở lên. Là OAS đấy ạ, là các bạn đã có một chiếc xe rồi. Những xe bên mình thì bán ra thì đều có bảo hành hết. Nên là các bạn không lo về vấn đề kỹ thuật ạ. Tại vì bộ phận kỹ thuật bên mình sẽ hỗ trợ các bạn trong các trường hợp khẩn cấp nhé. Còn bạn nào có nhu cầu gì đó thì các bạn inbox vào đây cho mình với ạ. Hoặc là nếu trong buổi livestream này mà mình không kịp trả lời hết comment của các bạn ấy nhé, thì các bạn check inbox, nhân viên bên mình sẽ tư vấn cụ thể ạ. Mình xin phép được đi lên trên tầng 5 nhé. Trên tầng 5 bên mình thì có để xe NVX này, PCX này, Coupe này, rồi là một số cái dòng xe vừa tiền khác nữa nhé.
Cúp 50cc dành cho học sinh đấy ạ. Cúp thì bên mình dao động từ tầm khoảng hơn 8 triệu trở lên là đã có xe rồi. Cho các bạn học sinh đi rất là tiện. Trước mặt mình đây là chiếc Basic màu trắng. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Xe mới về, đời 2015, 125cc, biển 89 Hưng Yên. Con biển con này là biển Hà Nội nhá. Giá bên mình đang bán là 35.500.000. Gương được đầy đủ luôn ạ. Chính chủ sử dụng rất là giữ gìn. Rất là đẹp. Giá rất là hợp lý đấy ạ. Đấy, nên là bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ inbox vào đây cho mình nhé. Xin chào 42 người đang xem ạ. Các bạn đang xem thì cho mình một like một share nhé. Còn trước mặt mình đây là chiếc NVX ABS đời 2020 nhé. 155cc đấy ạ. Xe rất là mới luôn. Không một lỗi nhỏ nào luôn. Chính chủ sử dụng rất giữ gìn. Giấy tờ đầy đủ, an ninh đảm bảo. Nên là bạn nào mà có, nếu mà không có hộ khẩu Hà Nội mà vẫn muốn sở hữu chiếc xe biển Hà Nội thì đây là lựa chọn rất là tuyệt vời đấy ạ. Con này thì rất là mới, 2020 mới đăng ký. Chủ xe đi rất là giữ gìn. 155 ABS đời 2020 nhé các bạn nhé. Con này bên mình đang bán web là 47.500.000. Thì các bạn qua liên hệ trước thì sẽ được, xe bên mình sẽ tùy xe sẽ được giảm từ 500 tới 2 triệu đồng nhé. Ngoài ra còn rất nhiều xe khác đây ạ. Màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Đấy, nên là các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ qua bên mình. Biển 29, biển 26, biển 90. Xe bên mình thì đều sang tên được hết nhé các bạn nhé. Nên là các bạn không lăn tăn, không lo về cái vấn đề là đi xe không chính chủ đâu. Cái lỗi chính chủ này thì đã bỏ từ cuối năm 2017 rồi. Chỉ có phạt trong trường hợp là gây tai nạn nghiêm trọng thì mới xét tới cái lỗi không sang tên chính chủ. Nên là từ phạt từ 400.000 đến 600.000 thôi. Nên là các bạn không lo về vấn đề đi đường mà công an phạt chính chủ đâu ạ. Mình cứ mua thêm cái bảo hiểm đi đường là hoàn toàn yên tâm ạ. Basic bên mình đây ạ. Có màu vàng đồng và màu đen. Giá dao động từ tầm trên 20 triệu trở lên ạ. Tầm 23, 24 triệu trở lên là các bạn đã có xe rồi. Biển Hà Nội nhé các bạn nhé. Đời nó tầm khoảng 21 trở lên. Mình đang ở trên này đang có Jim Việt đấy ạ. Thì không, lúc nãy các bạn nào có hỏi mình là muốn xem Jim Việt ạ. Thì mình đang ở trên đấy rồi đây. Thì bạn nào có muốn xem lại thì inbox cho mình nhá. Mình sẽ quay chi tiết một vài xe để các bạn xem ạ. Xe bên mình thì bán ra thì đều có bảo hành. Jim Việt bên mình thì khoảng tầm 12-13 triệu trở lên là đã có rồi. Trước mắt mình đây là chiếc Jim Thái biển 36. Con này thì bên mình đang bán với giá là 11.600.000. Giá thì sẽ có giảm thêm cho các bạn qua xem xe mà liên hệ trước nhé. Thì để bộ phận bán hàng bên mình đón các bạn, tránh các khâu trung gian bên ngoài dẫn vào. Các bạn đến thì cứ đến thẳng 52 Chùa Hà. Bên mình ở ngoài mặt đường có cái ô màu đỏ. Đấy, các bạn cứ vào thẳng đấy. Nhân viên bên mình thì có đeo thẻ tên nhé. Nên là các bạn không lo là bị người ngoài dẫn dắt đâu. Nhân viên bên mình đều đeo thẻ tên hết đấy ạ. Nếu là nhân viên chính thức thì sẽ có thẻ tên để các bạn nhận diện ạ. Trên này mình đang có cúp 50cc đấy. Cúp của bên mình thì tầm hơn 8 triệu trở lên là đã có xe rồi. Biển tỉnh, biển Hà Nội. Còn mấy chiếc cúp Ali Classic này thì nó khoảng tầm 14-15 triệu. Kiểu dáng rất là độc đáo. Xe đi rất là gọn gàng, nhỏ gọn, tiện lợi cho dành cho các bạn học sinh sinh viên. Hoặc là các bác có tuổi thì đi chợ thì cũng rất là hợp lý.
target đầy đủ. Có bạn nào quan tâm tới Ultimo không? Ultimo bên mình giá hợp lý lắm, nó chỉ tầm hơn 6 triệu thôi. Mình đang mới về một chiếc đây. Bạn nào mà dáng người nhỏ nhỏ thì đi con này là hợp lý. Xe ga tiện lợi. Đấy, còn Attila bên mình thì tầm khoảng 7-8 triệu trở lên. Còn chiếc Attila đời cũ hơn này thì nó khoảng tầm 4-5 triệu gì đấy. OAS, OZS bên mình đây khoảng tầm hơn 8 triệu, hơn 9 triệu trở lên. Xe bên mình bán ra thì đều có bảo hành hết nhá, giấy tờ đầy đủ, an ninh đảm bảo. Nên là các bạn nhu cầu thì có nhu cầu mua xe thì các bạn cứ qua bên mình tham khảo. Nhân viên bên mình sẽ tư vấn để các bạn chọn chiếc xe phù hợp với nhu cầu của mình với cả kinh tế của mình nhá. Cúp 50 bên mình có nhiều. Những phụ huynh nào mà còn chưa mua được xe cho con thì có thể qua bên mình tham khảo. Bên mình có cả xe ga và xe số 50cc. Dù bên mình dao động từ khoảng 7-8 triệu trở lên là đã có xe rồi đấy ạ. Jupiter V. Con Ju V này còn rất là mới đấy ạ. ~2005 nhưng chủ xe đi rất là giữ gìn. Đấy, giá rất là hợp lý. Nên là bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ inbox vào đây cho bên mình nhá. Xin chào 54 người đang xem ạ. Bạn nào đang xem thì vui lòng cho mình xin một like và một share nhé, để có thể nhiều người biết tới bên mình hơn ạ. Rất là cảm ơn các bạn. Trong này thì đang có rất nhiều các fan cứng của bên mình đang xem đấy ạ. Lát nữa mình sẽ xuống nhà 64, thì nhà 64 ở đấy bên mình sẽ có xe OAA và OAA Blade với cả Future. Thì bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ inbox vào đây cho mình nhé. Lát nữa mình xuống thì mình sẽ quay cụ thể cho các bạn xem ạ. Lát nữa là mình sẽ xuống nhà 64. Nhà 64 của bên mình sẽ để OAA, OAA Blade nhé. OAA bên mình thì khoảng tầm hơn 9 triệu trở lên là đã có xe rồi. Bên mình đang có con cam biển tỉnh, giá rất là hợp lý, hơn 9 triệu. Các bạn chờ mình chút nhé, mình đi xuống đấy thì mình sẽ quay cụ thể cho các bạn. Xin chào 56 người đang xem nhé. Lát nữa thì mình sẽ xuống nhà 64. Nhà 64 của bên mình sẽ có xe OAA này, xe OAA Blade và xe Future. Các bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ inbox vào đây, xong mình qua bên đấy thì mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn xem cho nó dễ nhé. Các bạn chờ mình một chút, mình đang đi xuống đây ạ. Bạn nào đang xem thì vui lòng cho mình xin một like một share nhé, để nhiều người hơn nữa biết đến bên mình. Mình đang sang nhà 64 nhá. Nên cả các bạn nào có nhu cầu về xe OAA thì các bạn cứ comment vào đây ạ. Nhà 64 bên mình đây ạ. Xe bên kia 64 Chùa Hà nhá. Bên này mình để xe OAA. OAA bên mình dao động từ tầm hơn 9 triệu trở lên là đã có xe rồi ạ. Bạn Lê Anh đâu nhỉ? Bạn Lê Anh lúc nãy đang hỏi mình OAA Cam 110 đúng không? Mình sang bên này là mình sẽ quay được đấy.
Thì bạn Lê Anh còn đang xem livestream này không? Xe bên mình OEA thì bên mình dao động từ khoảng hơn 9 triệu trở lên là đã có xe nhá. Nên là các bạn inbox vào đây thì có gì bên mình sẽ tư vấn cụ thể. Mình có con biển 21 này, nó khoảng tầm hơn 10 triệu thôi ạ. Giá rất là hợp lý. Còn các xe khác, con màu xanh ngọc này thì đời 2019, giá nó khoảng tầm hơn 15 triệu ạ. 110 biển Hà Nội đời 2019, giá khoảng tầm hơn 15 triệu các bạn nhé. Xe bên mình rất là nhiều đấy ạ. Xe bán ra thì đều có bảo hành hết, nên là các bạn cứ yên tâm. Mình có con cam biển 36 đây, giá chỉ tầm hơn 9 triệu thôi. Nên là các bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ inbox vào đây cho mình nhá. Xe còn rất mới và đẹp đấy ạ. Đấy ạ. Ôi AB mình rất nhiều, có đủ màu sắc. 110, màu xanh, màu đen, màu trắng đều có đủ cả đấy ạ. Thì các bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ inbox vào đây cho bên mình nhá. Trong này thì mình để Overland ạ. Overland thì tầm khoảng 12 triệu trở lên là đã có xe rồi. Giá rất là hợp lý. Ngoài ra còn có cả GX nữa. GX thì khoảng tầm từ 11-12 triệu trở lên. FI thì nó sẽ cao hơn. GX thì bên mình có đời từ 2019 trở xuống nhá. Nó khoảng tầm trên 20 triệu. Các đời. Đấy. Fuel FI. Fuel FI bên mình cũng có 125. Đấy, nên là bạn nào có nhu cầu mua xe thì các bạn cứ inbox cho bên mình sẽ tư vấn cụ thể hơn ạ. Lúc nãy bạn nào hỏi mình, bạn Lê Anh à, lúc nãy bạn Lê Anh có hỏi mình là ôi cam 110 à, không biết là bạn còn đang xem không? Thì để mình quay cho bạn xem. Mình có con đen bạc biển 20, ôi 100 này, máy móc cũng ngon lắm ạ. Giá lại hợp lý nữa, nó chỉ tầm hơn 12 triệu thôi. Đấy. Nên là bạn nào có nhu cầu mua xe thì cái thời điểm này nó rất là hợp lý để các bạn mua xe. Giá xe đang giảm xuống. Nên là bên mình cũng để giá rất là hợp lý để cho khách hàng có nhiều lựa chọn ạ. Bên mình thì làm việc từ 7:30 sáng tới 21:30 hàng ngày nhá. 24/7 ngày trong một tuần luôn. Nên là các bạn nào có nhu cầu mua xe thì các bạn cứ qua. Nhất là ngày cuối tuần các bạn được nghỉ thì cứ qua bên mình tham khảo. Nhân viên bên mình sẽ tư vấn cụ thể. Các bạn đến thì cứ nhớ vào thẳng 52 Chùa Hà giúp mình nhá. Nhân viên bên mình thì có đeo thẻ tên ở trên ngực đấy ạ. Bên mình có 3 cơ sở, 52, 62 và 64 Chùa Hà, nhưng cơ sở chính là 52 nên là các bạn cứ qua cơ sở chính, đi xe vào và để xe ở đấy. Nhân viên bên mình sẽ dẫn các bạn đi xem xe nhé. Thì có gì các bạn cứ inbox, bên mình sẽ tư vấn cụ thể. Trong buổi livestream này nếu mà mình không kịp trả lời comment của bạn nào thì mong các bạn thông cảm và các bạn check inbox để nhân viên bên mình sẽ tư vấn cho các bạn nhé. Còn mình xin kết thúc buổi livestream ngày hôm nay tại đây. Chúc các bạn một ngày mới luôn tràn ngập niềm vui, thật nhiều năng lượng và có nhiều ý tưởng cho công việc của mình nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream lần sau. Xin chào các bạn.